Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 1, số 2 và số 3 của phần tự luận rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ bắt đầu quay cho em bài số 4, số 5 và số 6 ở trong cái đề toán 6 cánh diều thì kỳ 2 này. Thầy tranh thủ thầy quay cho nó kịp để có cá tham khảo em. Đề này đề tham khảo thôi chứ không phải là đề của phòng dục của em ra đâu. Đừng hỏi thầy là có phải chắc chắn hay không. Và nếu như em cái trình độ của em mà làm được tất cả những bài này á thì thầy nghĩ chúng ta đi thi là cực kỳ tự tin nha. Thì kiến thức chúng ta là chắc rồi đấy. Ở đây là một bài toán hình ha. Thước. Đi thi nhớ đem thước thôi nha. Trên TOX lấy hai điểm MN sao cho OM. Ở đây chúng ta chỉnh lại, đây là M hoa nha. Điểm OM bằng 2, ON bằng 5 cm. Người ta hỏi các em là trong ba điểm OMN điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, thì bây giờ chúng ta vẽ ra thôi. Đây. Đây là O, đây là X. Lấy OM là bằng 2 cm. Cái đoạn này là 2 cm. Và ON là bằng 5 cm. Đây. Như vậy thì sau khi em vẽ thì người ta quan sát trong ba điểm này thì điểm nào nằm giữa, đó chính là điểm M, M. Vì sao? Vì ba cái điểm OMN nó cùng nằm trên một cái TOX, trong khi đó OM là nhỏ hơn ON, chứng tỏ O cái điểm M này sẽ nằm giữa. Được chưa nào? Câu A này trên bài luôn. Ta có M với N, phải không? Nó nằm và nó cùng nằm trên tia OX, mà OM là nhỏ hơn ON, đúng không? Ở đây chúng ta thử mà ngọt ra là vì 2 cm nhỏ hơn 5 cm. Khi mà làm tự luận em thì cái phần trình bày á nó rất quan trọng, nó rất quan trọng em. Nó không phải giống như làm trắc nghiệm. Trắc nghiệm thì chúng ta chỉ việc giáo viên chỉ nhìn vào đáp án thì người ta chấm thôi, chứ khi làm tự luận là nó phải chặt chẽ, nó phải đầy đủ ý thì các em đạt được các cái điểm tối đa. Chứ nếu em bỏ các ý thì giáo viên sẽ chấm vào dụ bài đấy 2 điểm đi thì chỉ còn lại 1,5 điểm, 1,75 điểm thì chúng ta cũng không thể nào đạt được điểm tối đa được. Ta phải chú ý nha. Do đó điểm M nằm giữa hai cái điểm O và N. Xong. Câu B. Tính độ dài đoạn thẳng O thành lỗi MN. Thì các em thấy là vì cái điểm M này nó nằm giữa O và N thì chúng ta sẽ có hai cái đoạn nhỏ, đó chính là đoạn OM và đoạn MN, và đoạn tổng ta đó chính là đoạn ON. Như vậy theo công thức của chúng ta có là gì? Cái đoạn tổng ta là ON, nó sẽ bằng đoạn nhỏ thứ nhất là OM cộng cho đoạn nhỏ thứ hai là MN. Từ đó chúng ta sẽ tính ra được đoạn nhỏ thứ hai MN này bằng cách lấy đoạn tổng ON trừ cho đoạn nhỏ thứ nhất OM. Nghe là lấy 5 trừ 2 thì đoạn này chắc chắn là bằng mấy? Bằng 3 cm. Đúng không? Cái này dễ. Nhưng mà chúng ta phải lập luôn. Vì M nằm giữa hai điểm O và N, ta có gì em, cái đoạn tổng ta là ON sẽ bằng OM cộng cho MN. Từ đó chúng ta suy ra MN sẽ bằng đoạn tổng trừ cho đoạn nhỏ thứ nhất. Thế số vô bằng 5 trừ 2 thì bằng 3 cm. Được chưa? Ta kết luận vậy. MN bằng 3 cm. Xong. Câu C. Ok. Hiểu không? Rồi câu C như đây. Vẽ tia OX phải là tia đối của tia OX. Phải đây, nằm phía bên đây đúng không?
Rồi. Lấy điểm D trên tia OX phẩy sao cho OD bằng 1. Ở đây bằng 1 cm thôi. Người ta hỏi các em là điểm M. Điểm M có phải là trung điểm của đoạn thẳng ND không? Vì sao? Chắc chắn là phải. Tại vì sao? Tại vì MD sẽ bằng MN. Tại vì hồi nãy MN người ta tính bằng 3 đúng không? Mà các em thấy MD này có phải bằng 3? Phải. Tại vì đây 1 cộng 2 này, 1 cộng 2 thì bằng 3. Để nó là trung điểm đoạn thẳng thì thứ nhất nó phải nằm chính giữa và cách điều hai đầu mút này, nghĩa là MN sẽ bằng MD. Như vậy ở đây chúng ta cần phải tính MD. Các em hiểu không? Chúng ta phải tính MD. Để tính MD thì các em thấy O là điểm nằm giữa DM, nên ta có MO cộng OD sẽ bằng MD. Ta tính được lấy 2 cộng 1 bằng 3. Như vậy MN bằng MD, nên M này sẽ là trung điểm của đoạn thẳng này. Hiểu không? Ta có là vì ở đây là O nằm giữa M và D, đúng không? Ta có MD. MD ở đây là đoạn tổng này sẽ bằng OD cộng OM bằng 1 cộng 2 là bằng 3 cm, được chưa? Ok. Mà chúng ta có MD là bằng MN bằng 3 cm, trong khi đó và đồng thời chúng ta có DMN đấy, DN cùng nằm trên một đường thẳng. Vậy M là trung điểm của N đây. Sao? Vậy thôi, trình bày ngắn gọn dễ hiểu thế. Rồi, ok nha. Xong bài số 4 em. Ta đi sang bài số 5. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở bài số 5 nghe. Biểu đồ sau cho biết số cây trồng được của các lớp 6 trong một trường trung học cơ sở nhân dịp lễ trồng cây xanh. Cái việc trồng cây xanh thì nói chung là rất là tốt em nha. Ở đây có mấy lớp? 1, 2, 3, 4 lớp không? Nhìn dùm này các cái vị trí các cây này, 1, 2, 3, 4. Bây giờ cái này đó chính là biểu đồ tranh đúng không? Tại vì trong cái phần lý thuyết á, ở học kỳ 2 chúng ta học về cái biểu đồ tranh. Ví dụ như là một cái biểu tượng mấy cây thì tương ứng, ví dụ nó là 10 mấy cây hay là 20 mấy cây, chứ không phải là một cây, đấy là tương ứng là một cây đâu. Như vậy đây là cứ một cái hình này á là tương ứng là 10 cây. Như vậy trong đây là mấy cây? 1, 2, 3, 4, 4 cây. Nhân cho mấy? Nhân cho 10 thì đây là 40 cây này. Lớp 6B mấy? 3 đúng không? Nhân 30 cây. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 5 nhân cho 10 đúng không? 50 cây. 1, 2. Đúng chưa? Người ta yêu cầu là lập bảng thống kê số cây xanh trồng được mỗi lớp. Đây. Đó. Ta sang câu A này. Cái này thì dễ rồi. Kem ghi là số cây xanh trồng được của 6A là 6A chúng ta là 4 cái biểu tượng đó nhân cho một biểu tượng là 10 cây thì bằng là 40 cây. Tương tự như vậy
số cây xanh trồng được của lớp 6B là bao nhiêu? 3 nhân 10 sẽ bằng là 30 cây, đúng không? Tiếp tục, số cây xanh trồng được của lớp 6C, 6C trồng nhiều đúng không? 5 nhân 10 sẽ bằng là 50 cây. Số cây xanh trồng được của 6D là 2, 6D là ít nhất này, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lập cái bảng thống kê. Bảng thống kê số cây xanh trồng được của mỗi lớp như sau. Như vậy thì ở đây ta lập cái bảng ra. Chiều bị không đều rồi. Như vậy đây là lớp, đây là số cây xanh, đây là số A này, số B, số C, số D, tương ứng là 40, 30, 50 và 20. Xong câu A đấy, được chưa nào? Xong nha. Ta sang câu tiếp theo này. Gì đây? Rồi, khi cái bảng là làm xong. Câu B này, câu B. Số cây lớp 6A trồng được chiếm bao nhiêu phần trăm so với tổng số cây cả 4 lớp đã trồng làm tròn đến các vệ số thập phân thứ nhất. Bây giờ chúng ta tính tổng số cây ra trước, sau đó lấy của thằng 6A 40 này chia cho tổng và nhân nhau 100% là đây. Tổng số cây xanh trồng được 6A, 6B, 6C, 6D là, như vậy thì ở đây chúng ta lấy 40 cộng 30 cộng 50 cộng 20, 70, 140 đúng không? Tỷ số phần trăm số cây lớp 6A trồng được so với tổng số cây cả 4 lớp trồng được là. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy 40, số cây của lớp 6A là 40 này, 6A này, tổng số là nghĩa là cộng lại hết là bằng 140 và nhân ở đây cho thay 100% là đây nha. Cái này chúng ta tính rồi nhé, 40 chia cho 140 bằng nhân cho 100, 28,57. Nhưng mà làm tròn chữ số thập phân thứ nhất là ở đây là số 5, chữ số thập phân thứ nhất là số 5 mà đằng sau số 5 là số 7 nên ta bỏ đi và cộng một đơn vị đằng trước này là 28,6. Đây, câu A này. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái câu tiếp theo. Nhìn anh em, một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại và đánh số là từ 1 tới 5. Bạn nam rút ngẫu nhiên một chiếc từ hộp, từ 5 chiếc hộp đây rút ra một chiếc. Sau 20 lần rút
Thì liên tiếp bạn Nam ghi lại kết quả như sau. Số lần này. Như vậy thì có 3 lần rút được tỷ số 1, có 4 lần, tại là có 5 lần rút tỷ số 2 như vậy. Tính xác suất thực nghiệm bạn Nam rút được thì ghi số nhỏ hơn 5. Đó. Như vậy thì số lần, bây giờ người ta phải tính số lần bạn Nam rút được thì ghi số nhỏ hơn 5. Bây giờ rút ra thì 5 ở đây á, là 3. Chúng ta có thể nhỏ hơn 5 là 1, 2, 3, 4. Các em lấy 4 này cộng lại số lần. Đúng. Có hai cách. Một là các em lấy 20 trừ cho 3 lần này là 17 lần. Còn không, em lấy 3 cộng 5 cộng 4 cộng 5 này nó ra 17 lần. Có hai cách trình bày các em nha. Này các em ghi là số lần bạn Nam rút được thì ghi số nhỏ hơn 5 là số nhỏ hơn 5, nghĩa là số 1, số 2, số 3 và số 4. Như vậy số lần tương ứng số 1 là 3, 5, 4, 5. Kết quả ở đây là 17 lần. Tổng số lần bạn rút đó chính là bao nhiêu lần? Là 20 lần. Như vậy xác suất của nó là 17 phần 20. Xác suất thực nghiệm bạn Nam rút được thì ghi số nhỏ hơn 5 là 17 phần 20. Xong. Rồi, được chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang ở bài tiếp theo em. Ta sẽ đi sang bài số 6. Đây là dành các bạn học sinh giỏi này. Bài khá là khó ha. Bài này dành cho các bạn học sinh lớp 8 thì nó dễ, nhưng lớp 6 thì giải theo kiểu tắt các kiểu thì nó hơi khó hiểu em nha. Ta chú ý này. Tìm các giá trị nguyên. Nguyên nghĩa là thuộc Z ấy. Tập hợp số nguyên là Z nghe. Không? Để cái A, cái biểu thức A là 2x trừ 3 chia 2 trừ 3x, nhận giá trị là nguyên. Rồi, đối với khi chúng ta gặp những dạng này, ví dụ x hoặc n, thường trong các cái đề thì thấy nó người ta cho là n nghe. Ví dụ 2n trừ 3 trên cho 2 trừ cho 3n, thì chúng ta phải chú ý này, chúng ta phải tắt như nào đó để chúng ta nó phải đưa về cái dạng này này. A này nó dưới dạng là một cái số thực A cộng hay trừ gì đó B phần C. Cái số A này bản thân nó sẽ thuộc Z, nghĩa là nguyên rồi, đúng không? Thì khi đó B ở đây nó là một số này, B này cũng là một số nguyên này, C này là một biểu thức, các em hiểu không? Như vậy để biểu thức A này là nguyên thì khi đó C này này, C này này, cái biểu thức C này nó phải thuộc ước của B. Cách làm và phương pháp là như vậy nha. Cái biểu thức C này này, biểu thức C trong đây nó có cái biến trong đó nghe, thì nó sẽ thuộc ước của B. Chúng ta đi tìm ước của B ra, sau đó chúng ta lấy biểu thức C này em cho tương ứng với các cái giá trị ước của B này là ra. Hiểu chưa? Về phương pháp là như vậy. Thì bây giờ này, ở đây anh em thấy đây là 2 mà đây là 3. 2x 3x này. Bây giờ thầy muốn nhóm và tách thì các em nhớ này, chúng ta phải nhân giùm thầy cái hệ số 3x, 3 này, 3 này này, nhân 2 vế cho 3. Ở đây thầy nhân 3. Tại sao thầy biết nhân 3? Ở đây thầy căn cứ vào chỗ đây này để thầy loại số 3 này. Thì ở đây thầy sẽ nhân 3, nhân 2 vế cho 3 nha. Như vậy thì ở đây này, ở đây x thì nó phải thuộc z nha, điều kiện x thuộc z ta có nè. Thầy nhân 3 cho A. Ở bên đây thầy nhân 3 thì phía bên đây nhân 3. Tại sao thầy biết nhân số 3 mà không phải nhân số khác? Đó chính là thầy căn cứ vào số những mẫu này. Các em hiểu không? Như vậy đây ra 3 nhân ở đây cho 2x trừ 3
trên 2 trừ cho 3x. Hiểu tại sao chỗ đây nhân 3 chưa? Coi này thầy làm này anh em. 3a sẽ bằng này. Thầy nhân lấy 3 nhân lên tử này. Thầy làm từng bước để em xem nha. Bài này khó hiểu em. 3. Thầy lấy 3 nhân vào đây là lấy 3 nhân lên đây. Như vậy trở thành là 6x trừ cho 9 trên cho 2 trừ 3x. Đúng không? Tiếp tục nè, 3a này. Cái 9 này ạ. Cái 9 này. Ở đây anh em ha. Thầy sẽ đặt dấu trừ đằng trước ở đây. Thầy đặt dấu trừ đằng trước ở đây nha. Thì bên trong nó sẽ là trở thành gì? Có phải là 9 trừ cho 6x không? Các bạn, nếu chúng ta bỏ ra thì nó sẽ đổi dấu trở thành là trừ 9 cộng cho 6x. Chỗ đây người ta ghi không ghi, nghĩa là chỗ đây người ta đang mang là dấu cộng này. Hiểu chưa? Rồi. Tiếp tục. Ở đây thầy tắt này. Ở đây là 3x, đây là số 2. Ở đây thầy tắt trở thành là 5, 54. Các em hiểu không? Ở đây là 5. 5 và 4. 5 cộng 4 thì bằng 9. 5 cộng 4 thì bằng 9 trừ ở đây cho 6x. Rồi. Bây giờ thầy sẽ tắt số 5 này ra bên ngoài đây. 5, nhưng mà khi thầy tắt á, nhớ là phía trước đây nó vẫn còn mang dấu trừ này. 5 với dấu trừ này đưa ra bên ngoài. Đằng trước này vẫn còn dấu trừ là 4 trừ 6x trừ 5, thầy đưa ra bên ngoài đây. Không khó hiểu không? Ở đây thầy sẽ đặt cái gì ra chung? Ở đây thầy sẽ đặt là số 2 ra chung. Bên trong còn lại là 2 trừ 3x trừ 5. Đấy. Thầy tắt ra. Thằng này với thằng này một nhóm, thằng này thằng này một nhóm. Ta hiểu như thế này. Nhưng cái dạng này nó khó. A trừ B phần C, thầy chỉ có quyền tách ra trở thành là A. A phần C trừ cho B phần C. Được đúng không nào? Thì thầy dựa cái này thầy tắt ra. Trừ 2, 2 trừ 3x một nhóm. Trừ 5 trên cho 2 trừ 3x một nhóm. Được chưa? Thầy tắt theo công thức này. Hai này em thấy giống nhau, giống nhau, nhưng mà cái này cũng âm 2. Trừ 5 phần 2 trừ 3x. Như vậy các em thấy nó đã giống cái dạng ban đầu thầy yêu cầu đưa về cái dạng này chưa? C, biểu thức C ở đây đó chính là tương ứng là này. B ở đây tương ứng là số 5 và A ta là âm 2. Như vậy âm 2 là thuộc số nguyên rồi. Khi đó 2 trừ 3x này nó phải thuộc ước của số 5 này này. Nghĩa là 5 nó phải chia hết cho 2 trừ 7. Hiểu không? Như vậy các em ghi là với x thuộc Z. Để 3A. Không, ở đây là 3A chứ không phải là A nhé. Nhận giá trị nguyên thì anh này phải nguyên. Tại vì bản chất anh này đã nguyên rồi thì anh này phải nguyên. Anh này nguyên, anh này nguyên thì anh này mới nguyên được. Đúng chưa? Thì 5 phần 2 trừ 3x có giá trị nguyên. Và có giá trị nguyên thì điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là 5 nó phải chia hết cho 2 trừ 7x. Hay nói cách khác là 2 trừ 7x này nó phải thuộc ước của 5. Nó phải thuộc ước của 5. Mà ước của 5 ấy, nên 2 trừ 3x nó phải thuộc. Mà ước của 5, ước của 5 thì nó chính là 1, âm 1, 5, âm 5. Chúng ta chia làm 4 trường hợp này ra. Nghĩa là lấy 2 trừ 7x bằng 1, bằng âm 1. Và dạy đây. Thì ta lập cái bảng em, ta có cái bảng sau. Ở đây thầy kỹ nhanh cái bảng này nè. Đây chính là 2. Thầy nói. Ở đây chính là 2 trừ 3x. Ở đây là x. Ra 4 giá trị 1, âm 1, 5, âm 5.
Cái này các em giải ngồi nhắc, nghe các em lấy. Đây thầy giải một cái thì các em thấy này. 2 trừ 3 x sẽ bằng 1. Nghe thầy giải trường hợp đầu tiên là các em lấy 2 trừ 3 x bằng 1 đúng không? Các em chuyển số 2 này qua bên đây đầu dấu trở đây là âm 3 x. 1 trừ 2. Âm 3 x sẽ bằng 1 trừ 2 là bằng âm 1. Như vậy x đây sẽ bằng là 1 phần 3 đúng không? Như vậy chỗ đây chúng ta sẽ điền là 1 phần 3. Đúng chưa? Rồi thầy cũng sẽ giải cho các em thấy 2 trừ 3 x sẽ bằng âm 1. Giả trường hợp thứ hai chuyển đây qua, âm 3 x sẽ bằng âm 1 trừ 2. Âm 3 x sẽ bằng âm 3. Như vậy x này sẽ bằng 1 đúng không? X này bằng 1. Tương tự như vậy chúng ta cho nó bằng 5. Bằng 5 thì các em sẽ giải đến bằng âm 1. Còn âm 5 thì chúng ta giải bằng 7 phần 3. Các em tự giải thầy, giống như thầy nãy giờ chuyển vế đồ dấu và giải ra thôi. Như vậy các em để ý là tại vì nó x là nguyên nên ta loại hai phân số ra, ta lấy 1 và âm 1. Như vậy x để thỏa mãn nó chính là 1 và âm 1 nha các em nha. Vậy x thuộc z nên ta có x nhé, chị lấy hai giá trị đó chính là 1 và âm 1. Chúng ta có thể thử lại như sau. Thử lại và chúng ta kết luận vậy. Giá trị nguyên của x cần tìm là x nó thuộc đó chính là 1 với lại là âm 1 em nhé. Xong. Đây. Bài này khá là khó em nha, dành học sinh giỏi. Bài này thường là dành học sinh giỏi, thi học sinh giỏi đâu em. Nếu mà chương trình lớp 8 thì bài này cực kỳ dễ, nhưng mà đối với chương trình lớp 6 thì bắt buộc phải nhân vào rồi tách ra để mà nó có cái dạng mà hồi nãy thầy giảng theo kiểu tổng quát ấy, để chúng ta làm ấy. Nó cũng không đơn giản ha các em ha. Khó. Bài này khó em. Cái bài nào khó thầy sẽ nói khó cho em nha. Ngay chỗ đây phải biết cách xử lý này. Khi tách 5 cộng 4 là cái dấu âm này, cái số 5 này này, nó cái âm này nó vẫn đi theo nó, tại vì khi chúng ta bỏ ngoặc ra thì nó vẫn là mang dấu âm 5 nhé. Thầy tin chắc là một số người xem cái bài này có thể là không hiểu đấy, chứ không phải giỡn đâu. Nếu mà trình độ của em cơ bản chưa tốt. Rồi tách được như này rồi thì chúng ta sẽ chia thành 4 trường hợp để giải đấy. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái đề số 2. Mỗi bộ thầy sẽ quay 2 đề, chứng tỏ 3 bộ sẽ là 6 đề nha. Chúc em thi tốt và có kết quả cao để chúng ta chuẩn bị lên chương trình lớp 7 chúng ta học cho tốt nha em nha. Cảm ơn các em. Ok. Lên chương trình lớp 7 thì nó có đầy đủ rồi các em nha. Đầy đủ rồi. Cứ vào việc học thôi. Bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh